Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy là đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động xe qua sử dụng cũng như là xe mới các anh chị. Thì bên Huy là đại lý lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị một số những cái sản phẩm xe qua sử dụng ở bên Huy đang có. Anh chị nào có nhu cầu sản phẩm nào thì anh chị liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và hiện tại thì bên Huy đang có chương trình đổi xe cũ lấy xe mới với ưu đãi rất là tốt anh chị, lên tới 50 triệu tùy vào những cái dòng xe mà anh chị muốn mua. Thì bên Huy sẽ báo cho anh chị một cái giá ưu đãi rất là hấp dẫn. Và sau đây là một số những cái sản phẩm bên Huy có, Huy sẽ báo cho các anh chị để nắm về một số sản phẩm này. Toyota Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia các anh chị. Xe này thì nước sơn green còn rất là nhiều, hầu như chưa sơn lại các anh chị. Vỏ theo xe, xe cực kỳ đẹp luôn. Mới đi được có 30.000 cây số. Xe gia đình sử dụng kỹ, và option của xe này thì chủ xe gắn rất là nhiều. Vì che mưa, dán phim, rồi bọc trăng, anh chị xem ha. Đó, lót sàn, ốp bật lên xuống đầy đủ. Xe còn rất là đẹp anh chị. Đó, anh chị xem qua ha. Bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đối với cái sản phẩm máy xăng nhập khẩu như thế này thì rất là hiếm có một cái sản phẩm nào đẹp như chiếc xe này. Với mức giá bán hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 862 triệu. 862 triệu, anh chị nào có nhu cầu liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về thủ tục để sở hữu sản phẩm này. Toyota Yaris, sản phẩm được sản xuất vào năm 2015, đi được 56.000 cây số, biển số thành phố. Đây là bản G, dung tích động cơ là 1.3 lít, màu trắng rất là đẹp. Hiện tại thì bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 460 triệu. Dán phim, che mưa đầy đủ các anh chị, công tắc ra vào cửa thông minh và khởi động bằng nút bấm start up. Xe trang bị đầu DVD, lốp xăng. Xe còn rất là đẹp. Đây là một chiếc xe hatchback, khá là đẹp các anh chị. Màu trắng, có trang bị camera gear luôn nha các anh chị nha. 460 triệu, biển số thành phố. Toyota Vios màu nâu vàng các chị, đây là bản G, bản cao cấp nhất của dòng Vios. Mới đi được có 33.000 cây số, biển số thành phố 2019 các anh chị. Xe này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 510 triệu, màu nâu vàng, rất là đẹp. Xe được trang bị dán phim, công tắc ra vào cửa thông minh, tay nắm mở cửa mạc chrome, ghế da theo xe, những phụ kiện như là lót sàn và lót sàn và tấm thảm nha, 5D cực kỳ chất lượng. Xe được trang bị tới 7 túi khí, những cái hệ thống như là hệ thống điều hòa tự động, hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khả năng dốc đều trang bị đầy đủ hết đó anh chị. Bản G, bản cao cấp. Anh chị nào cần tư vấn liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Honda City các anh chị, đây là bản top, bản cao nha các anh chị nha. Được sản xuất vào năm 2019, 2019, màu đỏ đô rất là đẹp. Mới đi được có 25.000 cây số, rất là đẹp luôn các anh chị. Và sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 515 triệu. Biển số thành phố, công tắc ra vào cửa thông minh, dán phim. Nội thất rộng rãi, thoải mái. Và chất lượng của các chi tiết của Honda City bản top này được Honda trang bị và thiết kế rất là chất lượng. Có cửa gió ở hàng ghế sau luôn các chị. Hệ thống điều hòa tự động và những cái tính năng như ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc đều có đầy đủ các anh chị. Với giá bán chỉ có 515 triệu thôi, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Tiếp theo đây là chiếc xe Chevrolet Captiva các anh chị.
được sản xuất vào năm 2016, máy xăng nha các chị nha. 2016 máy xăng màu trắng, đi được 84.000 cây số. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 560 triệu. Xe cực kỳ đẹp với mâm thiết kế thể thao 19 inch. Đèn xi nhan dạng LED, che mưa dán phim, công tắc ra vào cửa thông minh. Xe được trang bị ghế da, ghế chỉnh điện các anh chị. Xe có cửa sổ trời luôn các anh chị nha. Đây là bản LTZ, bản cao. Biển số thành phố, nội thất màu đen. Gầm cao rộng rãi thoải mái, gia đình sử dụng. Đây là một chiếc xe 7 chỗ, chỉ có 560 triệu thôi các anh chị. Toyota Fortuner máy dầu, được sản xuất vào năm 2020, biển số tỉnh nha các anh chị, màu trắng, máy dầu số sàn, đi được 50.000 cây số. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 915 triệu. Xe đi giữ cũng khá là kỹ các anh chị, khá là kỹ. Xe được trang bị che mưa dán phim, nẹp chân kính, ốp chén cửa mặt chrome, tay nắm cửa. Và được trang bị bộ ghế da của hãng. Xe có hộp số thì có chế độ Eco, Power đầy đủ. Trang bị 7 túi khí. Xe có trang bị camera hành trình, bọc trần 5D, lót sàn, ốp mặt lên xuống đầy đủ các anh chị. Đó. Anh chị nào cần tư vấn thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Toyota Innova Venturer được sản xuất vào năm 2019, đi được 60.000 cây số, biển số thành phố. Và hiện tại thì sản phẩm này đã được bên Huy làm Marukuri, đã làm Marukuri rồi, bảo dưỡng hết, một kiểm tra 176/1 thì anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Dán phim che mưa đầy đủ các chị. Ghế da trang bị tới 7 túi khí. Công tắc lên xuống kính auto một chạm chống kẹt ở bên tài. Chi tiết ốp gỗ. Tấm thảm lót trên tắp lô, hộp số tự động 6 cấp có chế độ Eco Power, hệ thống điều hòa tự động. Đây là một chiếc xe 7 chỗ gầm, 8 chỗ các chị, 8 chỗ gầm cao, rộng rãi, thoải mái. Được trang bị rất là nhiều những cái option. Với giá bán, bên Huy đang chào bán với giá là 710 triệu. Toyota Corolla Altis được sản xuất vào năm 2012, biển số Vũng Tàu các anh chị. Xe này được chủ xe bảo trì bảo dưỡng cũng khá là đầy đủ. Odo hiện tại của xe là 89.000 cây số. Xe này thì bên Huy mới vừa lái về, một chiếc xe phân khúc hạng C, rộng rãi, gia đình sử dụng rất là hợp lý. Và sản phẩm này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 442 triệu cho các anh chị nha. 442 triệu với một chiếc xe Corolla Altis 2012, phiên bản 1.8G màu đen, khá là đẹp. Anh chị có thể là nhìn các chi tiết như cụm đèn, còn rất là sáng mới, vỏ nữa các anh chị. Hiện tại thì do là chìa khóa bên Huy đã cắt rồi, cho nên là Huy chưa có thể quay chi tiết bên trong cho anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì đến trực tiếp Tân Cảng bên Huy để xem xe nha các anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những cái sản phẩm mới nhất khi mà sản phẩm về tại công ty, để anh chị xem. Nếu như mà sản phẩm phù hợp với việc sử dụng của gia đình mình thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và đừng quên chương trình đổi xe cũ lái xe mới ở bên Huy rất là hấp dẫn. Các anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị nha.